cập nhật tình hình và những tin tức liên quan đến Covid-19. Bồ Đào Nha, quốc gia dẫn đầu thế giới về việc triển khai tiêm chủng, đang loại bỏ nhiều hạn chế Covid-19 còn lại. Quốc gia này đã tiêm phòng đầy đủ cho gần 85% dân số theo Our World in Data. Chính phủ nước này cho biết, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 sẽ loại bỏ các giới hạn về số lượng người có thể có mặt trong các quán cà phê, nhà hàng, trong đám cưới và lễ rửa tội, trung tâm mua sắm buổi hòa nhạc và rạp chiếu phim. Các quán bar và vũ trường sẽ mở cửa trở lại, mặc dù chỉ dành cho những người được tiêm chủng và những người có xét nghiệm coronavirus âm tính. Thủ tướng của nước này, Antonio Costa, cho biết một số hạn chế cần được duy trì. Việc đeo khẩu trang vẫn sẽ là bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng và trong bệnh viện, nhà chăm sóc và trung tâm mua sắm. Những người đến từ nước ngoài bằng đường hàng không hoặc đường biển vẫn sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận vaccine hoặc xét nghiệm virus âm tính. Ở Na Uy, các hạn chế cũng đang được dỡ bỏ. Chính phủ quốc gia này cho biết đất nước sẽ mở cửa trở lại vào thứ bảy, chấm dứt các biện pháp đã hạn chế tương tác xã hội và làm cản trở nhiều doanh nghiệp. Thủ tướng Erna Solberg phát biểu trong một cuộc họp báo: "Đã 561 ngày kể từ khi các biện pháp cứng rắn nhất ở Na Uy trong thời bình đã được đưa ra." Bây giờ đã đến lúc chúng ta trở lại cuộc sống bình thường hàng ngày. Các địa điểm văn hóa và thể thao sẽ được phép hoạt động hết công suất. Các nhà hàng có thể được ngồi kính bàn và các câu lạc bộ đêm được mở cửa trở lại. Thủ tướng Soybert đã thực hiện 3 giai đoạn đầu tiên của kế hoạch 4 bước nhằm xóa bỏ các hạn chế xã hội và kinh tế được áp đặt từ tháng 3 năm ngoái. Nhưng bước cuối cùng đã bị hoãn nhiều lần do lo ngại về tỷ lệ lây nhiễm. Theo Viện Y tế Công Cộng, Khoảng 76% người dân Na Uy hiện đã tiêm được ít nhất một liều vaccine COVID-19, trong khi 67% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Bộ trưởng Y tế Ben Hoey nhấn mạnh Na Uy sẽ có sự chuẩn bị tăng cường và các hạn chế địa phương sẽ được áp dụng nếu có bùng phát. Tính đến sáng sớm thứ Sáu, theo công cụ theo dõi của Đại học John Hopkins, hơn 230,6 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu được báo cáo là hơn 4,7 triệu người. Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, Hàn Quốc đã báo cáo mức tăng coronavirus hàng ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch sau kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm của đất nước. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, hơn 1.750 trong số 2.434 trường hợp mới được báo cáo hôm thứ Sáu đến từ khu vực thủ đô, nơi các quan chức đã nêu quan ngại về việc suy giảm cảnh giác của người dân, mặc dù các quy tắc giãn cách xã hội mạnh nhất, ngoại trừ khóa cửa kể từ tháng 7. Tại châu Mỹ, Ban cố vấn CDC của Hoa Kỳ đã khuyến nghị tiêm nhắc lại vaccine Pfizer và BioNTech cho người Mỹ từ 65 tuổi trở lên và một số người lớn có các bệnh lý tiềm ẩn khi họ có nguy cơ mắc bệnh nặng. Tại châu Âu, số ca tử vong do coronavirus ở Nga vào thứ Sáu đã lập kỷ lục là 828 trường hợp, trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng đều đặn. Nga đã báo cáo khoảng 7,3 triệu trường hợp được xác nhận và hơn 202.000 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, các báo cáo của cơ quan thống kê Rostar của chính phủ nước này về việc kiểm đếm các trường hợp tử vong do coronavirus gây ra cho thấy con số tử vong cao hơn nhiều. Tại Trung Đông, Bộ Y tế Yemen cho biết nước này đã nhận lô vaccine COVID-19 thứ ba thông qua chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. Tại châu Phi, theo Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga, nơi tiếp thị vaccine Sputnik Light liều đơn chống lại COVID-19 ra nước ngoài, cho biết hôm thứ Sáu, Ai Cập đã cho phép sử dụng loại vaccine này. Nước này đã phê duyệt vaccine Sputnik V2 liều của Nga vào tháng 2.